Trước khi bước vào nội dung chính, mình muốn các bạn nghe qua và suy ngẫm một chút về các trường hợp sau. Trường hợp 1, bạn bị bố mẹ phản đối việc kết hôn với người yêu vì không hợp tuổi. Khi bạn cãi lại bố mẹ, thì bố mẹ nói rằng việc xem tuổi là khoa học và được tiến hành từ ngàn đời nay, không tuân theo sẽ nhận những hậu quả xấu. Trường hợp 2, bạn có niềm tin rằng chiêm tinh học là khoa học là vì nó có nghiên cứu sự liên quan giữa chuyển động của các hành tinh và vận mệnh con người. Bạn luôn lựa chọn công việc, sếp hay người yêu dựa theo việc hợp với cung mệnh của bạn. Trường hợp 3, bạn đang theo một chương trình ăn uống thực dưỡng do một Facebooker giao giảng và tin rằng việc ăn những thứ tự nhiên đúng liều lượng sẽ giúp bạn tránh khỏi bách bệnh bởi vì mọi bệnh đều đến từ miệng. Facebooker cũng đã nói rằng có X người khỏi bệnh ung thư do ăn theo chế độ mà người này đề xuất. Lúc này bạn cũng như nhiều người khác đang theo dõi Facebooker kia tin rằng chế độ ăn uống này là rất khoa học. Nghe rất quen đúng không? Chắc chắn rồi, bởi vì ngày nay chúng ta có thể dễ dàng gặp rất nhiều nội dung trên mạng xã hội, báo chí và ngoài đời giống như vậy. Hầu hết những người giao giảng chúng đều khẳng định rằng những phương pháp và lý thuyết kể trên là khoa học. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi những lý thuyết hay mệnh đề bộ môn như thế nào là khoa học và như thế nào không phải là khoa học chưa? Nếu có rồi thì xin chúc mừng, bài viết này là dành cho bạn. Còn nếu chưa thì nó rất là cần thiết cho bạn đấy, vì việc phân biệt giữa khoa học và ngụy khoa học là kiến thức vô cùng cần thiết giữa một thị trường thông tin đầy thật giả lẫn lộn của ngày nay. Cuộc tranh luận những gì được coi là khoa học đã kéo dài rất lâu và được rất nhiều những triết gia và khoa học gia phản biện. Phần lớn những cuộc tranh luận đều tiến tới việc đưa ra ranh giới giữa những gì gọi là khoa học, những gì không phải là khoa học và những gì là ngụy khoa học. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thôi nào. Giữa những gì gọi là khoa học, những gì không phải là khoa học và những gì là ngụy khoa học. Trước khi đến với những định nghĩa về khoa học được trình bày ở phần dưới của bài viết, chúng ta hãy tiến tới việc nhận biết những gì là ngụy khoa học. Theo mình, quan điểm tốt nhất có thể được tiếp nhận từ thời điểm này đến từ Sven Ove Hansen, triết gia người Thụy Điển, chủ tịch khoa triết và lịch sử công nghệ thuộc Học viện Hoàng gia Kỹ thuật Thụy Điển. Ông cho rằng ngụy khoa học có hai dấu hiệu nhận biết như sau. Một, đó là lý thuyết, mệnh đề được đưa ra không được chứng thực là khoa học. Và thứ hai, đó là những người ủng hộ cố tạo ra ấn tượng, chứng minh rằng lý thuyết mệnh đề ấy là khoa học. Chúng ta nên chú ý rằng có rất nhiều thứ không phải là khoa học, nhưng không phải tất cả chúng đều là ngụy khoa học. Ví dụ, một người nói rằng tôi tin Chúa tồn tại, mệnh đề này không được chứng thực là khoa học và người nói cũng không cố thuyết phục rằng đó là khoa học, nên mệnh đề này không phải là ngụy khoa học. Và giờ chúng ta đến với câu hỏi, vậy thế nào mới là khoa học? Sir Karl Raymond Popper có lẽ không còn là xa lạ gì đối với những bạn học tranh biện, vì luật Karl Popper là một luật tranh biện khá phổ biến. Ông là một triết gia và là nhà logic học vĩ đại người Áo và cũng là một trong những người đầu tiên vạch ra ranh giới giữa khoa học và những gì không khoa học. Quan điểm về những lý thuyết mệnh đề là khoa học của Karl Popper là chúng phải có mang tính có thể sai, falsifiable. Đây có thể coi là quan điểm được chấp nhận phổ biến nhất về định nghĩa khoa học. Ông cho rằng những mệnh đề hoặc hệ thống mệnh đề để được coi là khoa học phải có khả năng mâu thuẫn với những quan sát có khả năng xảy ra hoặc có khả năng hiểu được. Nghe hơi khó hiểu, nhưng bạn hãy hình dung đơn giản rằng những gì được coi là khoa học thì phải có tính chứng minh được bằng các hiện tượng thực tế hoặc các suy luận logic. Hãy lấy ví dụ về thuyết tương đối tổng quát của Einstein. Thuyết này tiên đoán sự tồn tại của sóng hấp dẫn đến từ một hệ thống lý thuyết phức tạp. Và tới tận năm 2017 thì các nhà vật lý học mới quan sát và chứng minh được sự tồn tại của sóng hấp dẫn. Do đó, theo Karl Popper, lý thuyết tương đối tổng quát là khoa học vì nó mang tính kiểm chứng được. Những lý thuyết khoa học có thể mang tính đúng và sai. Hãy lấy thêm một ví dụ đơn giản nữa về một lý thuyết sai nhưng vẫn là khoa học. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ được Aristotle đưa ra và đã được Galileo chứng minh là sai. Tuy nhiên, nó vẫn mang tính kiểm chứng được, do đó nó vẫn là khoa học. Quan điểm của Karl Popper đã tấn công vào một loạt những hệ thống lý thuyết có ảnh hưởng lớn bao gồm lý thuyết tiến hóa của Darwin, thuyết phân tâm học của Sigmund Freud, chiêm tinh học và vi lượng đồng căn. Hãy thử lấy chiêm tinh học ra làm ví dụ xem tại sao Karl Popper lại cho rằng nó không được chứng thực là khoa học.
Thứ nhất, chiêm tinh học không mang tính chứng minh được do những người thực hành chiêm tinh học luôn có cách để bao biện về những phán đoán sai của mình về số phận của những người được mình xem. Có thể đổ do năng lượng vũ trụ không ổn định, sự di chuyển của một thiên thạch, v.v. để nói rằng lý thuyết của mình đúng nhưng do số phận của bạn là ngoại lệ. Ngoài ra, những nhà chiêm tinh không hề cập nhật những con số và thống kê những phán đoán của họ đúng hay sai và cập nhật lại lý thuyết. Thứ hai, những người thực hành chiêm tinh thường có xu hướng thuyết phục mọi người rằng đó là khoa học, được đúc kết hàng nghìn năm, được nghiên cứu sâu sắc, thậm chí đưa ra những bằng chứng sai. Với những trường hợp còn lại, chúng ta cũng có thể sử dụng cách xác định này. Thomas Samuel Kuhn là một nhà vật lý học, nhà triết học khoa học người Mỹ. Ông là tác giả của công trình chữ danh được xuất bản vào năm 1962. Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học được từ điển triết học của Đại học Stanford đánh giá là một trong số các triết gia khoa học nhiều ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Tác phẩm Cấu trúc của cuộc cách mạng khoa học là một trong số các đầu sách được trích dẫn nhiều nhất trong mọi thời đại. Thomas Kuhn đã phản biện lại Karl Popper rằng Popper đã đánh đồng cả một nền khoa học vào chỉ những phần mang tính cách mạng. Popper đã tập trung vào tính có thể sai của một lý thuyết, dẫn đến sự tập trung vào khoảnh khắc chứng minh tính đúng sai của lý thuyết đó. Theo Kuhn, những hoạt động khoa học chủ yếu tập trung vào việc giải quyết những vấn đề hay câu đố, puzzle solving, nhiều hơn là chứng minh tính đúng sai của một lý thuyết. Trong việc giải đố, một lý thuyết sẽ được chấp nhận tạm thời và những bài toán khoa học được định nghĩa bên trong lý thuyết đó. Quan điểm về khoa học của Kuhn được giải thích trong việc ông phân tách giữa chiêm tinh học và thiên văn học. Theo Kuhn, từ cổ xưa, thiên văn học là hoạt động giải các bài toán và do đó là một bộ môn khoa học. Nếu dự đoán của một nhà thiên văn học là sai, thì đó là một bài toán mà nhà thiên văn học hy vọng sẽ được giải với những phương pháp đo lường mới hoặc chỉnh sửa lý thuyết thiên văn hiện đại. Ngược lại, những nhà chiêm tinh không giải đố vì những trường hợp chiêm tinh sai không dẫn đến việc nghiên cứu các bài toán chiêm tinh. Không ai, kể cả những nhà chiêm tinh tài giỏi, có thể sử dụng những trường hợp sai này vào việc thay đổi lý thuyết chiêm tinh. Do đó, theo Kuhn, chiêm tinh học không phải là một môn khoa học. Tóm lại, theo mình thì trong thời đại hỗn loạn thông tin ngày nay, chúng ta nên tham khảo quan điểm về khoa học để biết được những gì phải và không phải là khoa học. Đồng thời, nhận biết những người hay những lý thuyết ngụy khoa học đang cố gắng thuyết phục chúng ta tin vào những thứ không phải là khoa học lại là khoa học. Qua những trải nghiệm cá nhân, mình từng gặp rất nhiều người thuyết phục mình tin vào nhiều thứ ngụy khoa học là khoa học và chúng ta có thể thấy được những hậu quả đáng tiếc đã xảy ra do tin vào ngụy khoa học. Ví dụ như là anti-vaccine, ăn thực dưỡng để chữa ung thư, những người từ chối tin vào biến đổi môi trường, v.v. Ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhận ra nhiều hình thức bói toán, xem tử vi, xem tuổi, xem ngày được giao giảng là khoa học tâm linh. Nếu chúng được những người thực hành gắn mác khoa học thì đó chính là ngụy khoa học. Chúng ta có thể tin hoặc không tin vào những hình thức đó, nhưng cần phải có suy tưởng để xếp chúng vào khoa học hay là không. Vừa rồi là bài viết Nhận biết ngụy khoa học và thế nào là khoa học của tác giả Skimbleshanks được đăng tải trên website Spider Room. Các bạn có suy nghĩ gì về bài viết này? Hãy cùng chia sẻ và thảo luận trong phần bình luận bên dưới để mọi người cùng biết nha. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng ngại ngần subscribe và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video thú vị khác trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những lần tiếp theo nhé. Peace!